Xin chào các bạn, hôm nay Thế giới xe bongkit.com xin giới thiệu với các bạn dòng xe ô tô điện trẻ em mang tên Mercedes 5289. Đây là một trong những dòng xe có kích thước nhỏ gọn phù hợp cho một bé dưới 5 tuổi hoặc có tải trọng dưới 25 cân. Đây là dòng xe được thiết kế hai động cơ chạy ắc quy 12V. Cho nên là tốc độ vừa phải phù hợp cho bé có. Xe được thiết kế với hai cánh cửa mở đứng rất là sang trọng và hiện đại. Phía bên trong cánh cửa có chốt an toàn, cho nên là khi mà bé đang ngồi lên thì chúng ta đóng chốt lại để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bé trong quá trình vui chơi. Và đây là chiếc gương chiếu hậu. Bánh xe được thiết kế với kích thước vừa phải phù hợp với kích thước chung của xe và đảm bảo được cái độ vận hành tốt của xe. Phía bên ngoài đây là lốp mô phỏng với các cái đường vân ma sát giúp xe bám đường tốt hơn, chống trơn trượt. Và đây là hệ thống la răng. Đuôi xe được thiết kế đơn giản nhưng không kém phần sang trọng và cá tính. Ở giữa là logo Mercedes và tên 5. Ghế xe được thiết kế dạng mô phỏng ghế như ghế đệm các bạn nhé, nhưng thực ra nó là ghế nhựa nhé, để đảm bảo cái độ sạch sẽ. Khoang chỗ ngồi cũng thoải mái, phù hợp cho bé có tải trọng dưới 25 cân. Xe được trang bị thêm dây an toàn, có thể điều chỉnh được độ dài ngắn của dây cho phù hợp với độ tuổi. Và chúng ta cùng quan sát thêm các cái chức năng của xe. Ở đây là vô lăng thì được thiết kế dạng vuông hình. Ngoài cùng phía bên tay phải đây là công tắc bập bênh. Tiếp theo là công tắc chọn số tiến số lùi, ấn lên trên, ấn chân ga, xe sẽ đi tiến, gạt hẳn xuống dưới, ấn chân ga, xe sẽ đi lùi. Và đây là công tắc bật nguồn. Chúng ta thử kiểm tra các chức năng nhé. Đấy, chúng ta khởi động này. Đầu tiên là chọn chế độ bập bênh này, đó. Chế độ bập bênh thì làm cho xe rung tại chỗ như thế này. Thì cái này là một trong những chức năng mà phù hợp nhất cho bé dưới 2 tuổi. Để các bé có thể vui chơi cũng như là ngồi an tại chỗ. Các bạn muốn đi chân ga thì các bạn phải tắt cái chế độ bập bênh này đi. Chọn chế độ đi tiến này, ấn chân ga. Đó, xe sẽ đi tiến này. Gạt xuống dưới, ấn chân ga, xe đi lùi. Xe này chạy hai động cơ ắc quy 12V cho nên là nhanh dần đều không giật. Phía bên tay trái đây là toàn bộ hệ thống vận hành nhạc bao gồm cổng kết nối USB này, AUX này, đây là đèn báo ắc quy này. Và đây là những cái chế độ bật nhạc, ấn giữ V trừ là giảm volume, ấn giữ V cộng là tăng. Đây là nét bài và các cái chương trình khác, chúng ta cùng thử này. Ấn giữ V cộng nhé. Đấy, âm thanh to này, ấn giữ V trừ này. Âm thanh nhỏ này, chúng ta có thể đếch bài này. Đấy, các cái chế độ nhạc ở đây. Các bạn muốn nghe các cái bài hát khác thì các bạn có thể copy vào USB để bé có thể nghe những cái bài hát mà bé yêu thích. Các bạn lưu ý là vuông góc với mặt ghế ngồi tiếp xúc với bắp chân của bé khi bé ngồi, đây chính là chân sạc. Xe đi kèm có một sạc, đây sạc 12V này, và một chiếc điều khiển từ xa. Điều khiển từ xa để trong hộp đấy. Đây chiếc điều khiển đây. Điều khiển rất là nhỏ gọn, điều khiển từ nhưng mà có thể bắt được cái tần số tầm khoảng 30m các bạn nhé. Tiến lùi này, bên trái, bên phải này. S là tăng giảm tốc độ tương ứng với một đèn, hai đèn và ba đèn ở đây. Nó sẽ là đi chậm, đi vừa, đi nhanh. P là tạm dừng. Điều khiển này nó chạy bằng pin pin đũa các bạn nhé. Đây các bạn khi hết pin thì các bạn thay pin ở đây. Nhìn đây mà gì thôi. Thích không? Ấn còi mà. Ấn còi nào. Ấn còi nào, ấn còi nào, trên vô lăng đâu, còi đâu. Vô lăng không không có còi à? Mau mau mau.
một đứa con. Xuân